Ngày 9 tháng 7 năm 2021, thứ sáu sau Chúa Nhật 14 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 10 câu 16 đến câu 23. Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Khi người ta bách hại anh em trong thành này, hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em chưa đi hết các thành của Israel, thì Con Người đã đến." Suy niệm. Anh chị em thân mến, hình ảnh chiên và sói hay rắn và bồ câu mang ý nghĩa trái ngược nhau. Chiên thì hiền lành, còn sói thì hung dữ. Rắn mệnh danh là khôn danh, xảo quyệt, còn bồ câu thì đơn sơ hiền lành. Đức Giêsu dùng những hình ảnh ấy để khuyên dạy các môn đệ trong cung cách ứng xử của kẻ được sai đi làm chứng cho tin mừng. Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Một cuộc mạo hiểm của những môn đệ được sai đi, dẫu biết có khó khăn thử thách, biết sẽ gặp sự dữ hơn sự lành, biết sẽ phải hy sinh và thậm chí phải hy sinh mạng sống, nhưng người môn đệ vẫn sẵn sàng lên đường. Và lời căn dặn của Chúa Giêsu: "Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nên anh em phải coi chừng và hãy khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như chim bồ câu." Trong sứ vụ, người môn đệ Chúa phải khôn ngoan, cũng đừng lo lắng phải đối đáp làm sao với kẻ bách hại mình, bởi vì luôn có thần khí của Chúa ở cùng. Kinh nghiệm trải qua trong lịch sử giáo hội, biết bao vị chứng nhân được Thánh Thần soi sáng đã khôn ngoan trong cách ứng xử để bảo vệ giáo hội, làm chứng cho chân lý và loan báo tin mừng cho cả kẻ thù của mình. Hơn hết, điều quan trọng là các vị đã trung thành với Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Trong bối cảnh khó khăn hôm nay, mỗi Kitô hữu cũng được mời gọi trong cung cách ứng xử của người mang danh Chúa Kitô: hãy khôn ngoan và trung thành với sứ mạng được trao phó. Ước gì chúng ta hãy theo gương Thánh cả Giuse, luôn khôn ngoan trong mọi sự, âm thầm thực thi lời Chúa và luôn chu toàn sứ vụ Chúa trao phó một cách hoàn hảo nhất với khả năng của mình. Xin Thánh Giuse cầu cho chúng con. Amen.